Xin chào các bạn và các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đến với dự án dạy học tóm tắt kiến thức khoa học tự nhiên 6, bộ sách cánh diều. Bài học ngày hôm nay, thầy và các em sẽ cùng đến với phần 2, chất và sự biến đổi của chất, chủ đề 6, hỗn hợp. Hôm nay ta đến với bài 11, tách chất khỏi hỗn hợp. Đây là một số cái phương pháp tách chất. Hôm nay thầy và các bạn sẽ cùng tìm hiểu cách gấp giấy lọc này, bộ dụng cụ lọc đơn giản, hay là tách dầu ăn khỏi nước bằng phương pháp chiết, hay là đun nước bay hơi, ta sẽ thu được dung dịch muối. Ở đây là một số hình ảnh về người dân là thu hoạch muối ấy. Các bạn thấy là có những bãi ruộng muối đấy, và người dân là thu hoạch bằng cách là cho bay hơi nước biển. Có một số phương pháp tách chất như là chúng ta cần phải dựa trên sự khác nhau về các tính chất vật lý của các chất. Ta có thể tách chất ra khỏi hỗn hợp bằng các cách đơn giản như là cô cạn, lọc và chiết. Bài học ngày hôm nay, thầy cũng sẽ giới thiệu với các bạn về phương pháp cô cạn, phương pháp lọc và phương pháp chiết. Đầu tiên, một lớn là cô cạn. Ta sẽ làm thí nghiệm như sau. Tách muối ra khỏi dung dịch nước bằng cách cô cạn theo các bước sau. Nhỏ 1ml dung dịch nước muối vào bát sứ. Đun nóng bát sứ trên ngọn lửa đèn cồn để nước bay hơi hết. Cho biết khi nước bay hơi hết trong bát sứ còn chất gì, và dựa vào tính chất vật lý nào của muối ăn để tách nó ra khỏi dung dịch nước muối. Đây các bạn cùng nhìn đấy ạ. Đây là ta nhỏ 1ml dung dịch nước muối vào bát sứ đây. Sau đó ta đun nóng trên ngọn lửa đèn cồn để cho nước bay hơi hết. Rồi, và ở phần B, đây là khi nước đã bay hơi hết. Đây là hình 11.1, là các bước tách muối ra khỏi dung dịch nước muối. Thì các bạn cùng suy nghĩ giúp thầy là khi nước bay hơi hết thì dung dịch nước muối bay hơi hết ạ, thì chúng ta còn gì ạ? Rồi ạ, chúng ta còn là muối ăn. Ở đây là chúng ta đã dựa vào tính chất nào, vật lý nào để của muối ăn để tách nó ra khỏi dung dịch nước muối nhỉ? Rồi, thứ nhất là muối là sao? Tan được trong nước. Và thứ hai là bền với nhiệt và không bay hơi. Do vậy là đối với những chất, người ta sẽ sử dụng những cách cô cạn để tách chất rắn tan, khó bay hơi và bền với nhiệt độ cao, và để tách nó ra khỏi dung dịch của nó. Những chất nào tương tự như muối, ví dụ như đường chẳng hạn đấy, hoặc là một số chất khác, ta cũng có thể làm theo phương pháp này. Đây là quá trình sản xuất đường ăn trong công nghiệp được thực hiện theo sơ đồ sau. Em hãy mô tả lại quá trình đó, các bạn cùng nhìn đấy, và mô tả lại quá trình đó giúp thầy. Các bạn cùng nhìn này. Đầu tiên là nguyên liệu của chúng ta là từ cây mía. Bước 1, từ cây mía là nguyên liệu. Sau đó ta sẽ ép cái cây mía này để ra thành nước mía. Nước mía mà chúng ta vẫn uống hàng ngày đấy ạ. Bước 3 là ta sẽ lọc bỏ các tạp chất của nó. Sau đó bước 4 là cô đặc và tách các tạp chất ra. Cô đặc lại và tách các tạp chất. Sau đó ta kết tinh thành hạt và làm khô đường. Sau đó ta được đường tinh luyện. Sau đây thầy và các em sẽ đến với phần 2 là phương pháp lọc. Ở phương pháp lọc ta sẽ làm thí nghiệm như sau. Tách cát ra khỏi hỗn hợp cát với nước bằng cách lọc theo các bước sau. Gấp giấy lọc và đặt phễu lọc như hình 11.2A và hình 11.2B. Ta có thể sẽ chiếu hình để cho các bạn cùng nhìn. Đặt phễu lọc lên bình tam giác, làm ướt giấy lọc bằng nước. Bước 3 là để cát trong hỗn hợp lắng xuống như hình 11.2C, và rót từ từ hỗn hợp cát và nước xuống phễu lọc đã có giấy lọc như hình 11.2D. Tráng cốc và đổ tiếp vào phễu, chờ cho nước chảy xuống bình tam giác hình 11.2E. Đây ạ, các bạn cùng nhìn các bước như sau. Đây, đầu tiên là ta gập giấy lọc như hình 11.2A đấy ạ. Đấy, giấy lọc ta cắt thành hình tròn, xong rồi ta gập lại thành vị trí gập thành 4.
và 1/4 đường tròn đấy ạ. Sau đó ta mở cái giấy lọc này ra và cho vào phễu lọc 0,5 đến 1 cm đây, còn để cách bên trên. Ta cho hỗn hợp cát và nước cất đổ vào cái phễu lọc đó và trên dụng cụ như hình vẽ. Rồi sau đó là ta sẽ bắt đầu là lọc và hỗn hợp rắn ở bên trên, là cát ở bên trên sẽ bị giữ lại, và nước ở bên dưới là chúng ta sẽ tách ra riêng nước với cát. Đây là sơ đồ các bước tách cát ra khỏi hỗn hợp của cát với nước. Rồi hãy cho biết là dựa vào tính chất vật lý nào của cát để tách nó ra khỏi nước. Rồi các bạn thấy là cát nó có tan trong nước không ạ? Câu trả lời là không. Và họ đã dựa, chúng ta đã dựa vào, người ta sẽ sử dụng cách lọc là để tách các chất rắn không tan trong chất lọc ra khỏi hỗn hợp của chúng, là chúng ta dùng phương pháp lọc. Ở ngày nay thì người ta đã chế tạo ra được rất nhiều loại màng lọc để tách chất có kích thước nhỏ hơn cát rất là nhiều lần. Ở dạng nano, hình 11.3 đây là hệ thống lọc trong máy lọc nước gia đình gồm nhiều loại lọc khác nhau. Thì hiện tại thì chúng ta có rất nhiều dòng máy lọc, ví dụ như là máy lọc ở sử dụng công nghệ nano, hoặc là máy lọc sử dụng công nghệ RO. RO thì có máy lọc nước Carofi, Kangaroo, hoặc là những máy lọc nước khác đấy, họ lọc ra nước tinh khiết và có công nghệ bù khoáng nữa. Còn dòng công nghệ nano thì có máy Geyser và chúng ta dùng ion bạc, hoặc là một số cái loại máy lọc nước khác. Gia đình hầu như là chúng ta đều sử dụng máy lọc nước cá nhân này. Tiếp theo, phần 3, chúng ta nói về phương pháp chiết. Tách dầu ăn ra khỏi hỗn hợp dầu ăn với nước bằng phương pháp chiết theo các bước sau. Đầu tiên là ta đặt phễu chiết lên giá thí nghiệm và khóa phễu như hình 11.4A. Ta có thể sẽ chia sẻ hình ảnh để cho các bạn cùng nhìn. Sau đó là lắc đều hỗn hợp dầu ăn và nước, rồi dọ thêm hỗn hợp vào phễu chiết như hình 11.4B. Đậy nắp phễu chiết và để yên phễu chiết một thời gian, cho dầu ăn và nước trong hỗn hợp tách thành hai lớp. Mở nắp phễu chiết và mở khóa từ từ phễu chiết để thu được nước vào bình tam giác. Và có thể lặp lại quá trình trên vài lần để tách hoàn toàn nước và dầu ăn ra lẫn vào nhau. Rồi các bạn cùng nhìn hình vẽ đấy ạ. Đầu tiên là ta lắp phễu chiết như hình vẽ này ạ. Ở đây là cái khóa K. Rồi ta đổ dung dịch dầu ăn và nước vào đây ạ. Thì các bạn thấy là ta đóng nắp phễu chiết lại. Rồi sau đó ta thấy là nước thì ở bên dưới, dầu ăn nhẹ hơn nước là ở bên trên ạ. Và ta sẽ từ từ mở khóa và nước sẽ chảy từ từ xuống bình tam giác và dầu ăn sẽ bị bên trên ở bên trên. Ta có thể làm lại nhiều lần đối với các bước này. Đây là các bước tách dầu ăn ra khỏi hỗn hợp dầu ăn và nước. Hãy cho biết là dựa vào tính chất vật lý nào của dầu ăn để tách nó ra khỏi hỗn hợp dầu ăn với nước. Rồi ạ. Đây là tính chất gì ạ? Dầu ăn có tan trong nước không ạ? Câu trả lời là dầu ăn là không tan trong nước. Và người ta đã tách các chất lỏng không hòa tan trong nhau và tách lớp bằng phương pháp chiết. Chúng ta sẽ đến với một bài vận dụng nhỏ nhỏ, là hãy lựa chọn cách tách chất phù hợp để loại bỏ cát lẫn trong nước ngầm. B là tách dầu vừng ra khỏi hỗn hợp của nó với nước. C là tách canxi carbonat từ hỗn hợp của canxi carbonat và nước. Và vì sao em lại chọn cách đó? Đầu tiên này, loại bỏ cát lẫn với nước ngầm. Rồi ta sẽ dùng phương pháp gì ạ? Phương pháp lọc. Do là cát không tan trong nước ngầm cho nên là chúng ta dùng phương pháp lọc. Dùng phễu lọc ạ. Thứ hai là tách dầu vừng ra khỏi hỗn hợp của nó với nước. Dầu vừng thì không tan trong nước và nhẹ hơn nước, và do vậy ta sẽ dùng phương pháp chiết để tách chất lỏng không tan vào nhau và tách lớp.
Còn tách canxi carbonat từ hỗn hợp của canxi carbonat và nước thì ta sẽ cũng dùng phương pháp là phương pháp lọc giống như ở câu A. Đây là canxi carbonat không tan trong nước. Ngoài cách lọc, cô cạn và chiết thì ta còn có thể sử dụng nhiều cách khác nhau để tách các chất ra khỏi hỗn hợp. Ví dụ là người ta có thể tách cát và sắt ra khỏi hỗn hợp của chúng bằng sử dụng nam châm được bọc bằng nhựa và sắt và sẽ bị nam châm hút, còn cát sẽ không bị nam châm hút và do vậy thì ta sẽ hút được sắt ra khỏi hỗn hợp sắt với cát. Như vậy thì dựa trên sự khác nhau về tính chất vật lý của các chất để tách các chất ra khỏi hỗn hợp. Khi mà chất rắn tan, khó bay hơi, bền với nhiệt, bền với nhiệt độ cao ra khỏi dung dịch thì ta dùng phương pháp là cô cạn. Còn tách chất rắn không tan ra trong chất lỏng ra khỏi hỗn hợp của chúng bằng cách lọc ấy, thì ta sẽ sử dụng phương pháp lọc. Đấy, chất lỏng không tan trong chất rắn không tan trong chất lỏng. Và tách chất lỏng không hòa tan trong nhau và tách lớp bằng phương pháp chiết. Sau đây thầy và các bạn sẽ cùng làm một bài tập vận dụng. Ở đây là phương pháp tách chất và dựa vào tính chất của nó. Lọc nước từ hỗn hợp nước lẫn đất. Thứ hai là tách muối ăn từ nước và từ nước muối và tách dầu ăn khỏi nước và tách vàng khỏi cát. Tách nước sạch ra khỏi các hạt tạp chất. Rồi. Các bạn cùng suy nghĩ. Và sau đây, đây là một số cách làm. Lọc nước từ hỗn hợp giữa nước và lẫn đất, ta sẽ dùng phương pháp lọc do đất là không tan trong nước, dựa vào sự khác nhau về kích thước hạt. Tách muối ăn từ nước muối, ta dùng phương pháp là cô cạn, dựa vào sự khác nhau về tính bay hơi. Nước bay hơi, còn muối thì không bay hơi. Tách dầu ăn khỏi nước, chúng ta dùng phương pháp chiết. Đây là dựa vào tính chất khác nhau giữa khả năng tan cho các dung môi khác nhau. Dầu ăn thì không tan trong nước. Tách vàng ra khỏi cát, ta dùng phương pháp lắng, là dựa vào sự khác nhau về mức độ nặng nhẹ. Ý thứ 5 là tách nước sạch khỏi các hạt tạp chất, ta sẽ dùng phương pháp lọc và dựa vào sự khác nhau về kích thước của hạt. Ở đây là thầy giới thiệu với các bạn là quá trình biến nước biển thành nước ngọt tại nhà máy Sorek ở Israel được thực hiện như thế nào. Ở đây là nước biển. Thì ta lọc dầu và loại bỏ rác ở các bể chứa và xử lý loại bỏ một số thành phần ở bể lọc cát và tách muối bằng một cái màng lọc đặc biệt. Thì ta sẽ được muối tách riêng ra và để với nước ngọt. Ta có thể sử dụng phương pháp này ở biển. Đó. Trên đây là toàn bộ bài học ngày hôm nay. Các bạn thấy bài giảng này hay, hãy nhấn like và share, cùng đăng ký kênh chương trình mới trung học cơ sở và trung học phổ thông trên trang YouTube để cập nhật thêm những bài giảng mới của thầy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.